Trong vòng hơn một tháng qua, hàng chục con hổ báo và sư tử đã chết tại khu du lịch Vườn Xoài tỉnh Đồng Nai và Vườn Thú Mỹ Quỳnh tỉnh Long An. Một trong những nguyên nhân đã được xác định là do các con vật đã dương tính với cúm AH5N1. Theo đó, từ tháng 8 đến ngày 16 tháng 9, Vườn Thú Mỹ Quỳnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có 27 con hổ và 3 con sư tử chết, trong đó có 3 con nhập về từ khu du lịch Vườn Xoài. Kết quả của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương phát hiện virus cúm gia cầm AH5N1 trên mẫu bệnh phẩm của hổ cũng là trường hợp khá hy hữu. Ngành chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số hổ và sư tử bị chết. Tại khu du lịch Vườn Xoài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hạt Kiểm Lâm Biên Hòa cho biết, từ tháng 9 đến nay, đơn vị cũng đã ghi nhận 20 cá thể hổ và một con báo đen chết. Kết quả chẩn đoán bước đầu của ngành chức năng sau khi kiểm tra lâm sàng và mổ khám ngẫu nhiên với 2 cá thể hổ chết nghi do viêm phổi. Theo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, tại tỉnh Long An, xác định có 3 nhân viên vườn thú tiếp xúc trực tiếp với hổ. Tỉnh Đồng Nai sơ bộ có khoảng 30 người tiếp xúc với hổ. Ngành y tế đang phối hợp cùng ngành thú y và kiểm lâm triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm sang người.